Hồi xưa có thi hoa hậu lần nào chứ vậy? Dạ chưa. Ok. Rồi. Bây giờ sao đây? Hồi sáng giờ làm thì thấy nó khỏe. Thấy nó dễ chịu dạ, ha. Dễ chịu. Dạ. Còn bây giờ cái khó chịu nhất, bây giờ còn khó chịu gì nhất? Giờ đứng lên xuống nó hơi mệt, hơi cái giò nó khó đứng lên xuống. Tức là hồi trước giờ là vẫn vậy phải không? Dạ, sáng đi xuống đi xe ôm xuống là phải đứng một hồi mới bước đi được, đứng bước xuống là nó khó đứng. À, khó đứng. Dạ, buổi sáng gần buổi chiều thì nó lại khỏe, uống được. Tới trưa ăn cơm xong uống rượu ớt vô thì nó bình thường lại. Mà rượu ớt uống được uống tiếp nha. Dạ. Đừng nha. Uống muỗng rưỡi lên thầy. Giỏi. Dạ. Nhưng mà thấy từ khi uống rượu ớt tới giờ là thấy dễ chịu. Dạ, nó không còn làm mệt nữa. Nó không còn làm mệt dạ. nữa. Mà chân gẳng đồ cũng đỡ. Dạ thì nó đỡ, nhưng mà từ khoảng nửa tháng nay thì nó cái tay nó không có bị sưng, nó sưng, nó không xuống hết rồi. Với cái chân á, đi xe ngồi lâu là cái chân nó bị. Chân nó sưng lên. Dạ. Tại vì tối ngủ có bị giò bẻ không? Dạ không. Mấy bữa kia ngủ không êm, mà hồi tối ngày hôm qua là chườm đá thì tối này ngủ ngon, mà chân không có không có bị lạnh, chân nó ấm. Thì bây giờ phải làm ấm. Dạ. Mua mấy cặp đá? Dạ hai cặp. Hai cặp, một cặp ở gan, cặp ở lòng bàn chân. Cặp cổ thầy kêu hôm qua một cặp cổ gan, đúng cặp rồi. Cổ. Vậy dạ. thì mua thêm một cặp nữa. Nó có đôi giới. Dạ. Rồi cái mang cái đôi giới vô tối ngủ luôn. Dạ. Đôi giới nó bỏ hai cặp đá vô. Dạ. Dạ. Rồi cái chân thì là bây giờ à, đi thử qua vòng coi. Thì buổi sáng thì nó đỡ thầy. Đúng rồi. Đó. Hồi sáng ai làm cho chị? Em làm hả? Em có mở mấy cái van tĩnh mạch ở quầy sau chân không? Em có làm toàn bộ hết. Làm toàn bộ hết rồi. Thành ra là đi thấy nhẹ hơn rồi hả? Dạ, nhẹ. À. Hồi sáng đây là ngồi tay chân sáng này không có cầm rớ gì nổi thì muốn lấy gì khó lấy lắm. Có gì chị sẽ, nếu mà đây còn, tôi không biết rù khớp còn không, nếu còn thì chị mua thêm cái rù khớp đi uống. Nhưng mà tôi sợ là hết rồi hả? Hết rù khớp hả Kiên? Rù khớp. À, thì uống thêm cái rù khớp. Tại chị bị cái viêm đa khớp dạng thấp. Dạ. Hiểu không? Dạ. Thành ra là bây giờ là khi mà chị chữa đây thì chị uống thêm cái rượu thuốc nữa, rượu khớp, thuốc thấp khớp nữa. Nhưng mà chị đừng có uống thuốc tây cho tôi. Thuốc tây ngưng thầy, hôm qua là mới lấy thuốc bỏ luôn. Bỏ thuốc đi. Có bị huyết áp không? Dạ, có uống ngày viên huyết áp với máu mỡ, mà sau cái đợt trước á thì thử máu hôm trong Tết thì thấy có máu mỡ, mà bữa mới thử đây tuần rồi của Chợ Rẫy á, thì từ bữa uống rượu ớt này sao không có nghe nó báo máu mỡ. Không, tại vì cái rượu ớt nó làm tiêu cái máu mỡ mà. Dạ. À. Rồi còn huyết áp thì mình duy trì. Huyết áp thì mỗi lần khám hành định kỳ thì nó bình thường. Ừ. Dạ. Rồi ok, được rồi. Nằm đầu quay qua đây. Rồi. Bé đi. Đấy. Yên qua. Đừng nhúng. Đó như được rồi. Đừng nhúng. Đè sát xuống. Rồi gật ra thiệt mạnh. Lão đạo tiếp. Rồi quắp mạnh dương vô. Buông không có dịnh, không có dịnh nữa. Buông tay thầm. Rồi. Đó giỏi. Rồi được rồi, quay qua kia. Chị nhớ hớp không khí cho thiệt nhiều nha. Ừ. Tại vì hớp không khí nó sẽ làm cho hết cái phần chân. Vậy em.
Vậy được rồi, chị này uống được rồi. Rồi quay đầu lại. Đây, hai cái chân á, nó bị tắt với cái van á, rồi nó bị sưng lên. Cái này rồi phải chồm nha, hai chân lạnh ngắt à. Phải chồm nó nha. Rồi, phải chồm đá hai cái lòng bàn chân nữa. Thấy không? Mày tôi em rồi lạnh như đá. Thấy không? Thành ra cái chân nó bị phù nó không. Rồi. Bây giờ không, cái này hút không khí nhiều với chồm đá đi thì ngày mai khác hết rồi. Ngày mai là nó xẹp xuống hết rồi. Rồi Vĩnh Long. Rồi nhà là kế con rạch phải không? Có không? Nhà xã. Nhà mé sông. Hay sông. Tại vì thầy ấn tượng nhất là hồi trước á, thầy tới Vĩnh Long. Rồi thầy mới thường thường là bắt xe đò từ ở bến xe miền Tây á, từ đây mà đi xuống tới Vĩnh Long á, thì khoảng độ chừng 10 rưỡi 11 giờ. Thì 10 rưỡi 11 giờ xong á là bắt đầu mới đi xuống bến đò. Từ bến đò mà leo lên đi cái Nhung Mang Thích á, thì hồi xưa sẽ đò đi từ 11 giờ mà đi tới 6 giờ chiều mới tới. Không có đi cái ghe á, cái ghe mà chở cũng mười mấy chục người á. Rồi nó cứ chạy tịch vậy đó. Mà lúc đó đường chưa có, mấy cái kia chưa có làm đường. Rồi đi dọc đường mà lúc mà 6 giờ 7 giờ rồi đó thì ở hai bên sông á thì có cái cây bần. Thì lúc đó cái con mà đốm đốm á, nó đậu, mà nó đậu nhiều mà ở nhà Vĩnh Long à. À đó, thì mình đi ngang á, nó cứ chớp mở mà nó sáng rực vậy đó, sợ ma gần chết. Bây giờ mình cứ nói ma mà, nó chớp. Hồi xưa chưa có đường, hồi xưa mới đi, đi cầu khi trợt té, mất dịch luôn. Ok, ngồi dậy đi chị. Rồi, bây giờ nghe sao rồi? Nhẹ rồi. Bây giờ đi thử coi nhẹ thiệt không? Đi mạnh lên. Đấy. Rồi. Thế nghe nó nhẹ nhàng rồi ha. Rồi, bây giờ dám chạy không? Chạy. Ôi giời. Nha, nghe giờ là lời dặn nha. Dạ. Rồi, chút xíu còn rượu khớp nha. Dạ. Ra uống rượu khớp thêm. Dạ. Đồng thời chườm đá như thầy dặn nha. Dạ. Ok. Thêm đập đá chườm chân. Nó có cái đôi giới rồi đó. Anh ra làm nóng xong cái mang cái đôi giới vô. Nó ấm cái chân lên, ngày mai là hết sưng rồi. Dạ. Nha, ok. Rồi.